Chúc các bác một ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và thật là vui vẻ. Ngày hôm nay thì cũng là tình hình của miền Bắc đã ổn định, và trong tình hình dịch bệnh đã ổn định rồi và mở lại các nhu cầu như là phòng hát hay là quán ăn. Ngày hôm nay thì chúng em lại xuống phòng hát trước. Bọn em lắp ở đây là phòng hát trên Thanh Thủy với cấu hình các bộ dàn là hai cặp loa, một cặp loa PK và một cặp loa CF Audio đó. Thì em rồi là kinh doanh lại, anh em đến để set up lại cho bác. Lâu lâu thì tất nhiên phòng hát cũng phải là lâu lâu phải anh em phải đến để khám sức khỏe cho các nội thất hay cũng như là âm thanh mà. Đấy. Hôm nay thì đưa anh Khiêm. Chào các bác nhá. Phòng hát này là phòng của bạn em, ông Phong ở trên Thanh Thủy. Ở ngay Đoan Hạ thôi, bác nào ở Thanh Thủy mà có biết qua thì ủng hộ qua quán hát. Âm thanh rất là ok và nội thất rất là đẹp. Đó. Hôm nay thì anh Khiêm xuống để set lại. Bây giờ thì sẽ set và gọi là căn chỉnh lại chút thôi, để chỉnh lại âm thanh một chút, để một lát nữa thì em sẽ test chất âm thanh của phòng hát này. Các bác nào mà có đang tham khảo về phòng hát cũng như gia đình hay phòng hát thì có thể liên hệ qua kênh Hiếu Minh để bọn em có thể tư vấn cho các bác cấu hình tốt nhất. Người em xa
dịch buồn buồn hay. Vì chiều buồn anh đây bên dòng sông còn sang quê mà nhớ bao giờ bỏ tim này được nhìn người chơi phương chưa bao giờ.